Em xin kính chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Hôm nay nhà em về thêm được rất nhiều áo thun màu của ô liu của lính, hàng có cổ như hàng của Thái Lan sản xuất, hàng có cổ. Các bác không muốn mặc áo sơ mi dài tay nóng gì, các bác có thể mặc áo này đi ăn cỗ được ạ. Rất là đẹp, lịch sự. Mọi người xem này, em về rất là nhiều hàng nhá. Chất liệu đó là 100% cô tông, mềm mát, thấm hút mồ hôi, mặc cực mát cho mùa hè nhá. Em có mấy logo đấy ạ, mọi người xem em có mấy logo đấy. Đấy, em có mấy logo rất là đẹp, nhã nhặn nhá, không có gì gọi là nòe nòe đâu. Mấy logo rất lịch sự, có cổ, rất đẹp, mặc đi ăn cỗ được, đi chơi được, đi du lịch được. Còn thậm chí mọi người thích mặc đi làm cũng được vì nó rất là mát. Cái này thì nó đa năng, nhiều khi mặc không cổ nó không được đứng đắn lắm, thì mình đi đâu mình mặc cái áo có cổ rất là đẹp nhá, lịch sự. Em có đủ size cho mọi người, từ 50kg cho đến hơn 80kg có thể mặc vừa nhá. Size M thì dành cho các anh từ 50 cho đến 57-58 cân. Size N thì từ 60 cho đến 68 cân. Size XL thì từ 70 cân cho đến 78 cân. Còn size 2N thì 80 cân trở lên. Mặc thoải mái nhá, em có 4 size cho mọi người. Đây em vào chi tiết cho mọi người xem. Nó là logo thêu 100%, chứ không phải logo in, logo thêu. Thì các bác giặt thoải mái, nó không bị bong chóc ấy. Đây em đảm bảo cho mọi người, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Nó là 100% cô tông này, logo thêu này. Đấy, logo thêu đường nét thì chắc chắn gọn gàng, chứ không phải hàng Việt Nam may, nó là hàng của Thái may rất là chắc chắn nhá. Tay này gọn này. Đấy, rất là đẹp nhá. Hàng mi này, đại bàng này, xù này, rồi thủy quân lục chiến này. Đấy, mấy cái logo rất là đẹp nhá. Giá em bán là 180.000 một chiếc. Anh lấy 2 chiếc thì là 350.000, cộng 13.000 tiền phí ship là 380.000 2 chiếc. Em ship toàn quốc nhá. Còn một chiếc thì cũng 30.000 tiền ship là 2.1 ạ. Rồi, ai muốn mua thì gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0378 050 027. Em về rất là nhiều nhá. Rồi em xin kính chào mọi người ạ.